Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Yêu Bóng Đá. Chúc quý vị có nhiều thông tin giải trí thư giãn và bổ ích trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức bóng đá nóng nhất có trong ngày. Indonesia tiếp tục làm khó Việt Nam sau giải U19 Đông Nam Á, dùng mọi chiêu hòng chiến thắng. Sau giải vô địch U19 Đông Nam Á, Indonesia tiếp tục đăng cai thêm một giải đấu nữa của khu vực và Liên đoàn bóng đá nước này tiếp tục có động thái gây khó dễ với Việt Nam khi lật kèo ở phút cuối. U19 Việt Nam đã thất bại ở bán kết U19 Đông Nam Á 2022 và chấp nhận tranh hạng 3 với U19 Thái Lan. Đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam phải chịu nhiều áp lực tâm lý sau khi bị Indonesia gửi đơn kiện lên AFC và FIFA vì nghi dàn xếp tỷ số với U19 Thái Lan. Trong những diễn biến mới nhất, Liên đoàn bóng đá Indonesia tiếp tục có động thái gây khó dễ với Việt Nam ở giải vô địch U16 Đông Nam Á. Cụ thể, Indonesia vẫn là nước chủ nhà của giải đấu sắp tới và đại diện xứ vạn đảo nằm chung bảng với U16 Việt Nam, U16 Philippines và U16 Singapore. Theo kế hoạch ban đầu, Indonesia quyết định tổ chức giải U16 Đông Nam Á trên hai sân vận động là Patriot Candrap Bhaga ở Bekasi và GBK Madia ở Jakarta. Đây cũng là nơi diễn ra giải đấu U19 Đông Nam Á. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia lại bất ngờ đổi ý vào phút chót khi quyết định đưa giải U16 Đông Nam Á về thành phố Yogyakarta. Huấn luyện viên Bima Sakti của U16 Indonesia cho biết, sân vận động Magu Gohario và sân vận động Sultan Agung ở vùng Yogyakarta là một địa điểm rất quen thuộc đối với U16 Indonesia. Chúng tôi từng có quãng thời gian tập huấn tại đây. Toàn đội cảm nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ khi tập luyện tại Yogyakarta. Bên cạnh lý do đảm bảo chất lượng sân bãi, thì mục đích lớn nhất của việc đổi địa điểm thi đấu chính là để Indonesia tận dụng lợi thế sẵn có của mình. Điều này ít nhiều tạo ra bất lợi cho U16 Việt Nam bởi chúng ta là đối thủ trực tiếp của Indonesia ở vòng bảng. Sau khi bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2022, Indonesia đang tỏ ra rất quyết tâm lấy lại danh dự ở giải U16 Đông Nam Á sắp tới. Đáng nói rằng, người hâm mộ xứ vạn đảo vẫn chưa nguôi ngoai thất bại ở giải đấu vừa qua trên sân nhà. Bởi vậy, nếu như tiếp tục thất bại tại giải U16 Đông Nam Á, đặc biệt nếu như bị U16 Việt Nam đánh bại, thì chắc hẳn thầy trò huấn luyện viên Bima Sakti sẽ phải nhận không ít những sự chỉ trích. Thua kiện ở FIFA, U19 Việt Nam khiến công sức của huấn luyện viên Park Hang-seo đổ sông đổ bể. Sau khi bị Indonesia kiện lên FIFA vì nghi ngờ dàn xếp tỷ số, U19 Việt Nam đã gây thất vọng với trận thua trước U19 Malaysia ở bán kết U19 Đông Nam Á 2022. Không những vậy, kết quả này còn khiến cho công sức của huấn luyện viên Park Hang-seo đổ sông đổ bể. U19 Việt Nam bước vào trận bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 với tâm lý đè nặng sau khi bị chủ nhà Indonesia tố cáo dàn xếp tỷ số ở lượt trận cuối cùng vòng bảng gặp U19 Thái Lan. Liên đoàn bóng đá Indonesia thậm chí đã gửi cả đơn kiện lên AFC và FIFA để làm rõ nghi án này. Bước vào trận bán kết với U19 Malaysia, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam như thường lệ vẫn là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Mặc dù vậy, Khuất Văn Khang và các đồng đội không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U19 Việt Nam sớm phải trả giá khi thủng lưới ở phút 26 của trận đấu. Bước sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam thậm chí còn nhận thêm 2 bàn thua mà chấp nhận thất bại muối mặn ở bán kết và sẽ có trận đấu tranh hạng 3 với U19 Thái Lan. Không những vậy, U19 Việt Nam còn tạo ra kỷ lục buồn khi đây là thất bại đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước Malaysia, bằng với thất bại 0-3 của U22 Việt Nam năm 2012. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Malaysia trước Việt Nam tính trên mọi cấp độ kể từ năm 2014. Đây rõ ràng là một kết quả đáng thất vọng bởi suốt những năm qua, bóng đá Malaysia không còn là đối thủ của Việt Nam. Đặc biệt là từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam làm việc vào năm 2017 thì bóng đá Việt Nam càng vượt trội so với đối thủ. Thậm chí,
trước trận bán kết U19 Đông Nam Á, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia, ông Hamidin Mohamin đã phải thừa nhận rằng ông mơ một ngày được thấy đội nhà đánh bại Việt Nam. Theo thống kê, kể từ năm 2014 đến nay, U19 Malaysia thua 3, hòa 1, còn U23 Malaysia thua 4, không hòa nổi trận nào khi gặp Việt Nam. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia Malaysia gặp Việt Nam 7 lần thì chỉ hòa 1, còn lại thua tới 6 trận. Chính vì vậy, chiến thắng vừa qua của U19 Malaysia trước U19 Việt Nam mang đến rất nhiều ý nghĩa với Mãnh Hổ. Ở chiều ngược lại, thất bại lần này là lời cảnh báo dành cho bóng đá trẻ Việt Nam khi những đối thủ trong khu vực đang có những bước tiến mạnh mẽ. Không chỉ Malaysia mà ngay cả đội bóng được đánh giá thấp như U19 Lào cũng tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Thái Lan để có mặt ở trận chung kết U19 Đông Nam Á 2022. Hai trận đấu cuối cùng của giải U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 7 tới. Trận tranh hạng 3 giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15:30 và U19 Lào sẽ đối đầu với U19 Malaysia trong trận chung kết lúc 20:00. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam lên tiếng nói về nguyên nhân U19 Việt Nam thua trắng U19 Malaysia. Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam nói: "Tôi xin chúc mừng U19 Malaysia. Trong trận đấu hôm nay, U19 Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng các cầu thủ đã có phần bị tâm lý nên không giải quyết tốt tình huống. U19 Việt Nam đã thua từ những đường phản công của U19 Malaysia. Lúc này, bản thân tôi và các cầu thủ cũng đều rất buồn, nhưng tất cả vẫn phải cùng nhau hướng về phía trước." Sau khi thất bại ở bán kết, U19 Việt Nam sẽ tranh huy chương đồng với đội thua trong cặp bán kết còn lại giữa U19 Thái Lan và U19 Lào vào chiều ngày 15 tháng 7 tới. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết ông sẽ cùng các cộng sự trong ban huấn luyện làm lại, nói chuyện với các cầu thủ để vực dậy tâm lý, chơi tốt ở trận đấu còn lại tại giải. "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một cách tốt nhất cho trận tranh huy chương đồng. Sau đó, chúng tôi còn có thêm thời gian chỉnh sửa về chuyên môn cho các cầu thủ trước khi bước vào vòng loại U20 châu Á 2023, giải đấu tiếp theo mà U19 Việt Nam sẽ tham dự, gặp lại chủ nhà U19 Indonesia vào tháng 9 tới. Thực tế, U19 Việt Nam có nhiều cầu thủ còn rất trẻ, họ vẫn cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa để phát triển trong tương lai." Khi phóng viên hỏi về áp lực mà U19 Việt Nam phải chịu trước khi bước vào bán kết, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã trả lời: "Trận bán kết là trận đấu có tính chất quan trọng nên dù không có nhiều khán giả tới sân và chúng tôi chỉ tập trung vào chuyên môn, nhưng cầu thủ đã gặp vấn đề về tâm lý. Cùng với đó là những hạn chế về trình độ nên đã mắc sai lầm, mắc lỗi cá nhân khi đối thủ phản công tốt." Chốt lại, huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhấn mạnh, với lứa tuổi U19, để chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng như vòng loại U20 châu Á 2023 sắp tới, chúng tôi cần phải cải thiện rất nhiều vấn đề. Tôi cũng tính tới phương án bổ sung lực lượng, nâng cao bản lĩnh, tâm lý thi đấu cho các cầu thủ. U19 Việt Nam và U19 Thái Lan thua trận, Liên đoàn bóng đá Indonesia ca khịa cực gắt trên mạng. U19 Việt Nam và U19 Thái Lan bất ngờ cùng thất bại tại cuộc chiến giành vé vào chơi trận chung kết U19 Đông Nam Á 2022 với tỷ số thảm bại trước U19 Malaysia và U19 Lào. Ngay sau khi trận đấu bán kết thứ hai giữa U19 Lào và U19 Thái Lan kết thúc, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã có động thái được xem là ca khịa U19 Việt Nam lẫn bầy phó chiến. Cụ thể, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Indonesia có dấu tích xanh đã đăng tải tấm hình huấn luyện viên Shin Tae-yong với biểu cảm vô cùng ngạc nhiên kèm biểu tượng đôi mắt. Hình ảnh bày tỏ sự ngạc nhiên cũng như không kém phần mỉa mai của nước chủ nhà dành cho hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất giải nhưng đã dừng chân ở trận bán kết. Phía dưới, nhiều cổ động viên Indonesia cũng bày tỏ sự hả hê và thích thú với hành động này của Liên đoàn bóng đá Indonesia. Nhiều người đã để lại bình luận: "Ông trời thật có mắt. Những đội không có tinh thần thể thao và chơi gian lận thì sớm muộn cũng sẽ thua cuộc tan tác thôi. Hãy nhớ lấy Việt Nam và Thái Lan," cổ động viên Leon William viết. Indonesia có thể làm được mà không cần AFF. Hãy can đảm rời nơi đầy rẫy drama này và tham gia vào một tổ chức tốt hơn, cổ động viên Isan Saba viết. Thất bại của Thái Lan và Việt Nam chính là sự thừa nhận họ đã gian lận. Luật nhân quả đúng là không chừa một ai cả, cổ động viên Riho Pariono viết. Xin đừng trở thành nạn nhân của những cuộc drama giữa Việt Nam và Thái Lan.
họ đang cố tình khiêu khích và làm nổi lên cơn thịnh nộ của Indonesia và Liên đoàn bóng đá Indonesia. Đừng để họ dắt mũi. Trước đó, sau khi không thể góp mặt vào trận bán kết, cổ động viên, Liên đoàn bóng đá và huấn luyện viên trưởng của Indonesia đã lần lượt lên tiếng chỉ trích lối chơi của U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Họ cho rằng hai đội chơi không fair play khiến đội bóng xứ Vạn Đảo mất quyền dự bán kết.